Hello cả nhà, chào mừng các bạn đến với Kim Sơn nhà đẹp nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và ủng hộ mình nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về máy phun sơn, một dụng cụ không thể thiếu trong ngành sơn nhé các bạn. Và hiện tại thì máy phun sơn này đã giúp rất nhiều cho các anh thầy sơn để tiết kiệm cái thời gian sơn. Hiện tại anh thầy sơn bên Kim Sơn đang khuấy cái phần sơn lót mấy bạn. Theo lý thuyết thi công thì các bạn sẽ phủ một lớp sơn lót trước khi các bạn sẽ sơn phủ bên ngoài, và cái máy phun sơn này sẽ hỗ trợ cho các bạn phun lớp sơn phủ này. Sơn lót và cả sơn phủ các bạn đều có thể sử dụng máy phun sơn hết nha. Và các bạn hãy theo dõi thêm máy phun sơn có hiệu quả hơn so với chúng ta dùng cọ hay là lăn không nha. Ưu điểm của cái máy phun sơn này đó là khi các bạn phun lên thì cái độ phủ của sơn nó rất là đều, và các bạn sẽ tiết kiệm được một khoảng sơn khá nhiều. Song song đó là tiết kiệm thêm một khoảng thời gian rất là nhiều khi mà các bạn sử dụng lăn cọ. Đối với cái loại sơn dầu, sơn kẽm thì các bạn cũng sử dụng máy phun được luôn nhé. Các bạn sẽ sử dụng được cho tất cả các bề mặt, tuy nhiên các bạn lưu ý là tránh những bề mặt nào mà cái phần tiếp xúc với nhau á, thì các bạn phải che chắn để phần phun nó sẽ bay, sơn nó sẽ lan ra những cái bề mặt khác, nó sẽ không có đẹp. Cho nên là chúng ta nên chọn những cái bề mặt mà không bị ảnh hưởng thì chúng ta sẽ sử dụng máy phun rất là nhanh. Hiện tại vì đại lý Kim Sơn có nhận thi công luôn phần sơn nha các bạn. Các bạn có thể liên hệ với đại lý để có thể tư vấn chi tiết về giá cả cho các phần thi công sơn của mình nha.